Good morning, Vietnam. Chị Bi đã mến chào các em. Hôm nay chúng ta có một đồ chơi hết sức đặc biệt và hết sức mới lạ. Rồi đấy là hộp đồ chơi nhà khoa học trẻ tuổi. Với hộp đồ chơi này chúng ta có thể tạo khoảng hơn 40 chú trùng đất. Rồi đây là hộp đồ chơi Instant Worms. Wow, rất là nhiều worms trùng ở đây ha. Rồi đây là phía sau. Rồi bây giờ chị Bi đã sẽ mở cái hộp này ra thôi. Rồi chúng ta hãy mở ra nào. Rồi trong đây có một cái khay để đựng slime, những cái bột để tạo trùng, một tờ hướng dẫn. Rồi đây là một chai dung dịch để tạo những chú trùng đây, dạng giống như những cái slime lỏng. Rồi một cái khay. Rồi trong đây là cái bột để tạo trùng đây. Trong đây dạng bột ha. Và cái này nó sẽ nở ra đây. Rồi bây giờ chúng ta hãy bắt đầu làm những con trùng này nhé. Wow, chị đã hồi hộp quá, không biết nó sẽ ra như thế nào đây. Rồi chúng ta cần có một cốc nước ấm ha. Rồi đây là những cái chai màu, lát nữa chúng ta sẽ tạo màu cho trùng cũng được, nếu không thì cũng được. Rồi một cái tô to như thế này. Rồi bây giờ chúng ta hãy bắt đầu thôi. Rồi theo tờ hướng dẫn thì để một cốc nước ấm vào đây. Rồi đây là một cốc nước ấm. Có ấm hay không? Rồi ấm. Rồi bước tiếp theo chúng ta sẽ để cái bột này vào. Chúng ta sẽ cắt ra đi. Rồi chúng ta sẽ cho hết vào đây. Khuấy lên. Rồi lát nữa chúng ta sẽ cho cái chai dung dịch tạo trùng vào thì nó sẽ kéo dài ra, nó giãn dài ra rất là giống những cái chú trùng. Rồi chúng ta được một dung dịch như thế này. Bắt đầu chị Bi Đỡ sẽ cho cái dung dịch này vào, cái chai màu xanh này vào. Rồi nha. Chú trùng này rất là dài đây. Để xem. Được chưa? À, được rồi đấy. Cái này giống như con giun ở trong ruột của mình nè. À, dài quá. Rồi, được một con trùng màu xanh. Rồi, cái này nữa. Rồi, làm lại nha các bạn. Rồi, đã thành trùng rồi đấy các bạn ơi. Con này to đây. Wow. Con này giống trùng nè. Rất là mềm. Trò chơi này rất vui các bạn. Đấy. Rồi, chị Bi Đỡ sẽ để qua bên đây. Đây nữa, hay quá, đây hai con luôn. Đây. Rồi để chị Bi Đỡ thử tạo cái màu khác xem sao. Trùng đã màu xanh rồi. Rồi vô vào đây một ít. Rồi chị Bi Đỡ sẽ cho một ít màu đỏ vào đây. Rồi cái này thử nha. Thử xem nó có chuyển sang màu đỏ hay không. Wow,
Cái này không chuyển sang màu đỏ. À, cái con này giống con rắn nè, rất là dài luôn. Để xem dài bao nhiêu, trời ơi, dài quá chừng luôn các bạn ơi. Đây nữa. Rồi để xem kết quả chúng ta làm nãy giờ. Rồi đây là chú trùng mập đây. Đây nữa, đây một con này cũng rất mập, rất dễ thương. Đây nữa, con này giống này các bạn, bên trong nó chứa nước. Rồi con này thì ốm và dài, quá dài luôn. Rồi đây nữa, rồi chúng ta sẽ tiếp tục làm nhé, trò chơi này vui quá. Rồi bây giờ chị video sẽ tiếp tục làm. Một con, hai con, ba con. Rồi khi chúng ta cho dung dịch đó vào thì ngay lập tức nó sẽ biến thành trùng liền. Wow, đây rồi, hay quá. Chị đã rất thích những cái trò chơi khoa học này. Trời ơi, quá chừng trùng luôn. Đây nữa. Rồi, trùng đây các bạn ơi. Quá chừng luôn. Giống những sữa mì quá. Rồi, chú trùng này đầu rất là to luôn. Wow, rất là dài các bạn ơi. Đây. Đây một con nữa. Con này cũng rất dài. Oopsie. Rồi đây luôn, một đống ở đây luôn. Rồi cho qua đây nha. Cái này mình có thể chơi tạo mì được đấy. Giống như mì trụng. Đây nữa. Các bạn hãy vào và subscribe trên kênh Good Morning Việt Nam để trở thành thành viên của Good Morning Việt Nam nhé. Rồi đây một con trùng nữa. Và trong đây nữa. Chúng ta cho vào đây hết nhé. Quá chừng luôn các bạn ơi. Con này dài nhất đây. Rồi, chúng ta có ở đây nữa. Rồi chúng ta sẽ cho hai bạn này chơi trùng luôn. Chúng ta sẽ cho búp bê Barbie thể thao. Trời ơi, trùng lên đầu luôn. Và búp bê Kevin. Đây nữa. Rồi con trùng này rất là to. Chúng ta sẽ quấn vào tay của bạn này luôn. Đây nữa. Rồi trùng đất là những con vật rất là hiền và rất gần gũi với chúng ta, vì vậy chúng ta không nên giết chúng nha. Nếu như chúng ta có làm vườn cuốc đất gì đó thì nếu mà gặp trùng đất thì chúng ta sẽ để lại xuống đất. Rồi chắc sẽ có một số bạn hỏi thắc mắc là nếu mà những chú trùng này bị khô thì chúng ta phải làm sao? Thì rất đơn giản, chúng ta sẽ nhúm vào cái dung dịch này lại. Rồi ví dụ như cái con này nó bị khô và nó bị teo lại, bị cứng lại thì các em sẽ chỉ nhúm vào đây thôi. Nhúm vào đây chút xíu và nó sẽ mềm lại và chúng ta sẽ tiếp tục chơi nữa. Rồi video đặc biệt về đồ chơi khoa học tạo những chú trùng đất của chị Bí Đỡ đến đây là hết rồi. Các em có thích video này không? Nếu các em thích video này và muốn chị Bí Đỡ tiếp tục thực hiện video tương tự như thế này thì hãy để lại comment và cho chị Bí Đỡ biết nha. Và đừng quên share video cho các bạn khác.